Xin kính chào các cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay nha. Rồi hôm nay thì vườn mai của chị Diện ha, có lên tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị mình lo mai giống, mai ghép giống cúc thọ hơn bên nhà vườn cô chú anh chị. Hôm nay thì vườn thanh lý xả hàng cho cô chú anh chị mình luôn nha, mức giá siêu ưu đãi luôn cả nhà, chỉ từ nói chung là 600-650 cây bao phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Em mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây này giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của chị Diện ha. Rồi không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa, em mời cô chú anh chị mình vào clip để em gặp luôn chị Diện. Chị Diện chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào chị Diện ơi. Rồi, xin chào cô chú anh chị đang xem kênh gì yêu thích mai vàng bonsai cây kiểng nha. Rồi. Thì hôm nay em cũng lên giới thiệu với cô chú anh chị mình một số mai cúc thọ hương nha. Rồi. Đầu tiên, cây đầu tiên là cây số 1 dê nha. Rồi. Là cây thọ hương. Rồi, nút nụ nè cô chú anh chị ha. Đó, nút nụ qua trời luôn nha cô chú anh chị. Nút nụ là chơi tết thoải mái nha. Cúc thọ hương. Đó, bao nút nụ luôn nha cô chú anh chị. Rồi mình đã thông số luôn nha chị. Hoành mình là 15,5 nè, nụ nè, về luôn cô chú anh chị ha, bao nụ luôn á. Cao mình 111. Rồi. Tán ngang mình 52. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 thôi nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 2G. Rồi. Là cũng là cây thọ hương luôn nha cô chú anh chị. À, nụ nè cô chú anh chị ha, bao nụ luôn nha cô chú anh chị. Đó, thọ hương mà nụ như thế này là cô chú anh chị mình thấy cũng ok rồi ha. Rồi, thông số luôn nha chị. Quanh mình 15. Rồi, nụ nè. Đó. Quá. Cao mình là 84. Rồi. Tán ngang mình được 80. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình 500 thôi nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số 3G, cũng là một cây thọ hương nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi, nút nụ đồ quá xá luôn nha cô chú anh chị. Nè. Đó, nụ liền nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi. Quá trời nụ luôn cô chú anh chị ha. Đó, mỗi mắt lá đều có nụ ha. Rồi thông số luôn nha chị. Quanh mình 16,5. Rồi. Cao 79. Tán ngang 71. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 nha. Rồi mình đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 4G. Rồi. Là cũng là cây thọ hương luôn cô chú anh chị. Rồi, nút nụ rồi thì cô chú anh chị mình khỏi lo nha. Nụ là có hết luôn cô chú anh chị nè. Đó. Đó, nụ nè. Đó. Nút nụ đồ ngon lành ha cô chú anh chị mình. Rồi, thông số luôn ha chị. Hoành mình 18. Rồi. Cao 1m. Tán ngang mình là 67. Rồi. Cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 thôi nha. Rồi, 550 ha. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 5G. 5G cũng là một cây thọ hưng nha cô chú anh chị. Rồi. Mấy cái này thì cô chú anh chị mình cứ an tâm, nút nụ nói chung già hết rồi, có nút nụ hết nè. Thấy không? Đó. Nụ khá ok luôn cô chú anh chị nè. Dở lên là thấy nụ, dở lên là thấy nụ thôi nha cả nhà. Đó. Chở lên là mình thấy nụ nên là cứ an tâm ha. Rồi. Quá xa nụ. Quanh mình được 15. Rồi. Quá trời nụ luôn. Cao là 99. Tán ngang được 61. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình cũng là 550 nha. Rồi mình đã cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 6G là rồi, một cây cây xoắn nha. Rồi, cây giả cây xoắn luôn ha. Cây này thì nói chung là nút nụ đầu cũng có khá khá luôn cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn nha chị. Nụ nè cô chú anh chị ha. Hoành mình 18,5. Rồi. Cao mình là 89. Rồi. Tán ngang mình 51. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình á là 550 luôn nha. Rồi đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 7G. 7G là cây thọ hương nha cô chú anh chị. Rồi cây này tàn cũng khá ha. Nút nụ đều có luôn nha cô chú anh chị nè. Nút nụ có luôn. Rồi, quá trời nụ luôn nha cô chú anh chị. Cây này nhiều nụ lắm nha. Rồi, thông số luôn nha chị. Rồi. Hoành mình được 15. Rồi. Cao mình 99. Tán ngang mình 71. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 ngàn nha. Rồi mình đã cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số
8G ha. Mà số 8G cũng là một cây thọ hương luôn nha cô chú anh chị. Dạ, cây này có một vài cái bông gió trên cây này cô chú anh chị ha. Nụ thì còn rất là nhiều nha cô chú anh chị. Đó, mà có bông gió trên cây cô chú anh chị mình biết mặt hoa luôn ha. Đó. Rồi, 56 luôn ha chị. Hoành 15. Rồi. Cao 104. Tán ngang 66. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị em mình là 650 nha. Rồi, đã cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 9G. Cây mã số 9G này là cây thọ hương nha. Cúc thọ hương luôn nha. Rồi. Nốt nụ thì cô chú anh chị mình cứ an tâm nha. Nụ khá là ok luôn á. Rất là ổn nha cô chú anh chị ha. Nụ ổn, nụ nhiều. Rồi, thông số luôn chị. Hoành 15. Rồi. Cao 113. Tán ngang mình 55. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 luôn nha. Rồi, mình đã cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 10G cũng là cây cuối clip chị Diện giao lưu ngày hôm nay luôn ha. Thọ hương tiếp tục ha chị ha. Cũng là cây thọ hương nha cô chú anh chị. Rồi. Nụ khá là nhiều luôn cô chú anh chị ha. Nè. Nụ thấy thưa thua vậy thôi nha, chứ thật sự mấy cái này mà nở một cái là đảm bảo cô chú anh chị mình là vàng rực cây luôn á. Vàng rực tờ luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn hả chị? Hoành mình được 17. Rồi. Cao mình là 1m. Tán ngang mình là 75. Rồi. Thì cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 luôn nha. Thì cây này cũng là cây cuối clip. Thì cuối clip em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ em. Thì em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chị Diện cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Diện trong những clip trước ha. Rất mong clip này cô chú anh chị mình cũng vào xem và ủng hộ cho chị Diện nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.